có luật đấu thầu, bệnh viện chờ thông tư, người bệnh chờ thuốc. Thưa quý vị, thời gian qua, chuyện bệnh viện thiếu thuốc được bàn đến nhiều. Nguyên nhân là do các quy định về đấu thầu thuốc chưa đầy đủ hoặc chồng chéo, không phù hợp hoặc không rõ ràng, nên lãnh đạo các cơ sở y tế sợ trách nhiệm. Nếu đấu thầu thuốc, không chừng có thể không đúng quy định, người xuống tay ký duyệt vào lò. Giám đốc các bệnh viện thà để thiếu thuốc, chứ không thể trở thành người có hành vi vi phạm pháp luật, thân bại danh liệt. Chính phủ đã kịp thời đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ bế tắc trong đấu thầu thuốc, nên gần đây đã có sự thay đổi, nhưng vẫn không đủ thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Ở nhiều bệnh viện, vẫn xảy ra tình trạng bệnh nhân đã có lịch hẹn nhưng không thể mổ vì thiếu vật tư y tế. Có những trường hợp, bệnh nhân phải được cứu chữa kịp thời nhưng không có vật tư y tế để mổ thì sinh mạng quá mong manh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu thuốc, một phần là do những biến động về nguồn cung, rủi ro này có thể chấp nhận được. Nhưng có nguyên nhân không thể chấp nhận là một số cơ sở khám chữa bệnh còn chỉ định nhiều dịch vụ kỹ thuật, thuốc chưa thật cần thiết, có dấu hiệu lạm dụng quỹ. Tiền ít, thuốc phiếu, phải ưu tiên mua những thứ cần nhất. Đó là chuyện đương nhiên, tại sao lại đi mua những thứ chưa cần, chắc phải có lý do gì đây. Không đủ thuốc còn vì nguyên nhân chủ yếu là do chưa có thông tư hướng dẫn. Ví dụ như muốn đấu thầu với số lượng lớn vật tư, trang thiết bị y tế và thuốc, các cơ sở y tế phải chờ các thông tư của Bộ Y tế theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP, Nghị định 24 hướng dẫn thực hiện luật đấu thầu sửa đổi. Các bệnh viện không dám mạnh tay đấu thầu thuốc vì sợ sai, sợ trách nhiệm là đúng, cho nên thiếu thuốc và vật tư y tế do chưa có thông tư hướng dẫn thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế. Các chuyên gia pháp luật từng phân tích, trong xã hội nghị định và thông tư thì khi có luật phải chờ nghị định, có nghị định phải chờ thông tư. Vì thế, muốn luật pháp đi vào đời sống rất cần nhiều thời gian. Sự chuyển hóa của luật vào thực tiễn còn phụ thuộc vào các nhà soạn thảo thông tư, các sản phẩm đó được làm nhanh và đạt chất lượng hay không. Lãng phí công sản, bệnh nan y vì thiếu trách nhiệm hay lợi ích nhóm? Thưa quý vị, mấy hôm nay dư luận xôn xao với câu chuyện tỉnh Bình Định đòi trụ sở cũ của hai đơn vị trong ngành tòa án và tư pháp, cũng là những cơ quan hàng đầu trong hành pháp và tư pháp nước ta. Xôn xao bởi hai trụ sở cũ bị bỏ hoang tại Bình Định nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng, trong khi địa phương thiếu trụ sở làm việc nhưng đòi nhiều lần chưa được. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn có ít nhất 6 lần ký công văn gửi đến Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao, các cơ quan có liên quan đề nghị bàn giao lại trụ sở cũ Tòa án Nhân dân huyện về cho địa phương quản lý, vì khi trụ sở bị bỏ sẽ không gây ra lãng phí rất lớn, thậm chí là nguy cơ xuống cấp và gây nguy hiểm. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng nhiều lần trình công văn lên Trung ương nhưng chưa thấy hồi âm, mọi chuyện vẫn chỉ dừng trên giấy và địa phương vẫn phải mòn mỏi chờ. Trong cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định ngày 14 tháng 5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn đã thẳng thắn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo Cục Quản lý Công sản ra soát lại và sớm bàn giao các trụ sở cũ cho địa phương quản lý sử dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính hứa sẽ đôn đốc Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân tối cao khẩn trương có văn bản trình sớm thực hiện việc bàn giao trụ sở cũ của hai cơ quan Tòa án Nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn. Nhưng đã được cấp đất không thu tiền để xây trụ mới thì phải trả cho địa phương trụ sở cũ là đúng quy định và thuận lẽ tự nhiên, sao lại chây ì không trả hoặc thậm chí có nơi còn đòi bán lại. Đằng sau những sự chây ì kia, những tư tưởng đòi bán lại hay cho thuê tài sản công, liệu có lợi ích nhóm, liệu có trục lợi để tiền vào túi cá nhân? Việc gì cũng phải kêu lên Trung ương can thiệp thì biết bao giờ mới giải quyết được tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản công, một căn bệnh được coi là nan y của xã hội suốt những năm qua. Chiều ngày 20 tháng 5, trình bày báo cáo thẩm tra kết quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạch cho biết, con số trên toàn quốc còn 404 trên 908 dự án, công trình không đưa hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, với diện tích là 18.308 trên 28.155 ha chưa được xử lý. Việc xử lý các dự án, cụm dự án theo nghị quyết số 74/2022 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật,
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng chưa đạt yêu cầu. Dẫn chứng là mới có phương án xử lý đối với 17 trên 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí. 11 trên 13 dự án, chuỗi dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí chậm tiến độ. Có 14 trên 19 dự án chậm triển khai, có khó khăn vướng mắc để đất đai hoang hóa lãng phí. Có 501 trên 880 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2023 của Bộ Tài chính cho hay, tại 30 tỉnh, thành phố, diện tích đất đã giao nhưng sử dụng không đúng mục đích là 61.280 ha. Hơn 61.000 ha đất này, nó là bao nhiêu tiền của ngân sách? Chắc không phải là con số nhỏ. Bộ Tài chính cũng nhìn nhận được thực trạng tồn tại âm ỉ lâu nay tại nhiều cơ quan nhà nước, đó là coi tài sản công như của chùa. Sự im lặng và vô cảm của nhiều cơ quan chức năng đã khiến các trụ sở, trang thiết bị, tài sản công nhanh chóng xuống cấp, gây lãng phí. Nghiêm trọng hơn, nhà đất công trên cả nước bị các cá nhân tổ chức xẻ thịt cho thuê lại để hưởng chênh lệch, sử dụng sai mục đích để trục lợi hay dùng các chiêu trò tinh vi để biến của công thành của tư, gây thất thoát, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước. Thời gian qua, các vụ đại án được phanh phui đã hé lộ mánh khóe của quan chức và nhóm lợi ích khi lợi dụng chức vụ quyền hạn với mục đích trục lợi tài sản công. Vụ thâu tóm đất công sản tại thành phố Đà Nẵng của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, là một điển hình như thế. Theo cáo trạng của vụ án, từ năm 2002 đến năm 2010, Vũ thành lập nhiều công ty để sử dụng tư cách pháp nhân các công ty này để thực hiện hành vi mua nhà, đất công sản và nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mặc dù biết rõ việc này, nhưng ông Trần Văn Minh, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thành thủ tục cho phép chuyển nhượng các nhà, đất công sản và các dự án đất không qua đấu giá, hoặc áp dụng đơn giá chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá cho Vũ Nhôm. Các bị can trong vụ án cũng biết, chủ trương của Trần Anh Minh là không đúng quy định. Tuy nhiên, liên tục trong thời gian dài, họ đã tạo điều kiện cho Vũ trục lợi tại 4 dự án bất động sản gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện và điều tra là hơn 18.000 tỷ đồng. Chưa hết, Vũ đã trục lợi trực tiếp tại 15 trên 22 nhà đất công sản ở Đà Nẵng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện và điều tra là gần 2.000 tỷ đồng. Tài sản công của nhà nước thuộc sở hữu toàn dân từ đồng thuế đóng góp của nhân dân. Thế nhưng thời gian qua, tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản công diễn ra ở mức độ trầm trọng, nhức nhối, âm ỉ, dù nhiều lần vấn nạn này đã được đưa ra nghị trường bàn luận, mổ xẻ phân tích trong các phiên họp của chính phủ, ban hành nhiều luật quy định về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Giải quyết vấn nạn này thực sự là bài toán khó cũng như chữa khỏi bệnh ung thư. Nhưng khó cũng không có nghĩa là không chữa được. Trước hết, nó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Ngoài ra, thuốc chữa cũng phải đến từ chính tư duy, ý thức của mỗi cán bộ công chức. Làm sao để mỗi cán bộ công chức nhà nước phải xóa bỏ được tư tưởng coi tài sản công là tiền chùa để cha chung không ai khóc, gây lãng phí lớn cho nhà nước và nhân dân? Làm sao phải hạn chế và tiến tới xóa bỏ được tư tưởng, hành vi coi ngân sách, coi tài sản công, trụ sở, đất đai là chùm khế ngọt để trèo hái mỗi ngày khi đem cho thuê, làm kế hoạch ba, thậm chí ngang nhiên mang bán, gây lãng phí và thất thoát vô cùng lớn cho nhà nước. Dân số Việt Nam, nơi khó khăn đẻ rất dữ, chỗ điều kiện chẳng chịu sinh. Thưa quý vị, sáng 23 tháng 5, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, những tháng đầu năm 2024. Phát biểu tại tổ, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cho rằng trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, kết quả tăng trưởng GDP rất đáng biểu dương khi quý 1 năm 2024 tăng 5,66%, cả năm 2023 là trên 5%, cao so với khu vực và thế giới. Tuy vậy, mức tăng này chưa đủ nếu chiếu theo nghị quyết của Quốc hội yêu cầu giai đoạn 2021-2025, GDP phải tăng từ 6,7 đến 7%. Để đạt mức như vậy, GDP của năm 2024 và 2025 phải tăng khoảng 8%. Phải phấn đấu đột phá thế nào để bù cho 3 năm trước?
cách gì đây? Đây là cái khó khăn, thách thức về chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Dù quý 1 tăng 5,66% là tốt nhất trong 3 năm gần đây, ông Thanh đánh giá. Về chất lượng tăng trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng chỉ tiêu tăng năng suất lao động của chúng ta hiện đang thấp hơn giai đoạn trước. Cơ cấu nguồn nhân lực của chúng ta hiện cái cần không có, cái có doanh nghiệp không cần. Như việc đào tạo kỹ sư cho công nghiệp bán dẫn là chính sách cần triển khai trong thời gian tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhìn xa hơn về chất lượng nguồn dân số của Việt Nam, ông Vũ Hồng Thanh nêu quan điểm cần đưa ra chỉ tiêu về tỷ lệ sinh bởi không đạt 2.1 là rất căng. Mức sinh thay thế trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là 2,1 con trên một mẹ. Nhắc lại việc cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân từng phát biểu tại Quốc hội cho thấy tỷ lệ sinh nơi này chỉ dưới 1.4. Ông Thanh băn khoăn về chất lượng dân số Việt Nam sau này khi người có trình độ không chịu đẻ nhưng vùng khó khăn không phải sinh ở mức 2.0 mà lại lên tới mức 3-5. Chỗ không có điều kiện đẻ rất dữ, chỗ có điều kiện không chịu đẻ. Phân tích thêm về cải cách hành chính, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho hay doanh nghiệp vẫn phản ánh thủ tục hành chính trì trệ. Ông chỉ ra nguyên nhân, tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức là có cái sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy. Trước đây quyết đấy, nhưng giờ không dám quyết, phải hỏi bộ ngành này, ngành kia, báo cáo cấp ủy. Có vấn đề còn gửi thường vụ Quốc hội, dù không có cách hiểu khác nhưng vẫn hỏi cho an toàn nên không giải quyết được cho doanh nghiệp. Ông Thanh cũng phân tích về nhiều vấn đề khác nhau của nền kinh tế như số doanh nghiệp rút khỏi thị trường lớn, chi phí vận tải cao, trái phiếu doanh nghiệp đến hạn 300.000 tỷ đồng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn còn mờ nhạt, và đề nghị các đại biểu có kiến nghị, giải pháp gửi Quốc hội.